Hôm nay em Dương lấy một cây kìm đắt cáp Dương 75. Kìm đắt cáp Dương 75. Lưỡi nó được thiết kế lại rất là đẹp hơn. Sáng bóng. Này mình chỉ cắt đồng nha, 75 ly đổ lại thôi. Không được dính lọ thép nha. Lưỡi chuyên cắt đồng thì nó sẽ rất là bén hơn nè, nó rất là bén hơn. Bởi vậy khi mà nó đụng cái thép đó là nó sẽ dễ bị lưỡi cắt thép thì nó sẽ cuộn hơn chứ nó không có bén. Lưỡi cắt đồng nhôm á là nó thiết kế rất là bén. Bởi vậy khi mà cắt dây đồng hay dây nhôm á thì cái lưỡi nó bén như vậy nè, nó làm cho cái vết cắt nó đẹp hơn. Còn nếu như mà cái lưỡi nó cắt chuyên cắt nhôm có thể là cắt ACL thì nó cuộn hơn, thì lưỡi cuộn hơn mấy bạn vẫn cắt được cắt đồng hoặc nhôm luôn. Nhưng mà khi mà cắt nó sẽ làm dập cái vết cắt của cáp, tại vì cái lưỡi nó cuộn, lưỡi nó cuộn thì nó cắt cáp đó, cắt cáp đó nó sẽ không có bén hơn nữa, nó rất là bén hơn. Còn người cắt thép là nhôm thép là nó sẽ cuộn hơn, nó cuộn hơn để cho nó không bị mẻ cái lưỡi dao. Bởi vì khi mà bạn lấy cái cây như mấy cây G30 bạn cắt đó, thì nó sẽ cái nó vẫn cắt được nhưng mà cái vết cắt nó sẽ bị chậm, nó làm chậm cái vết cắt, nó không có làm đẹp như là cái hàng chuyên cắt cáp đồng nhôm. Bởi vì trong catalog người ta sẽ không cho những cái cây cắt cáp nhôm lõi thép dùng để cắt đồng đó, nói vậy để cho các bạn hiểu. Ở Việt Nam mình thì vẫn lấy cắt bình thường, tại vì miễn cắt đứt thôi chứ người ta cũng không quan trọng cái vết cắt nó đẹp hay không, nên người ta cứ cắt thoải mái. Nên cũng là người ta phải chia ra là cái nào cắt đồng, cái nào cắt đồng đẹp. Còn cái này là má lăng 2 tấn 5 mét rồi đóng rồi.